vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 575, nhanh như vậy. Chiến chưa? Một. Đối mặt hồn niệm thần kiếm tốc độ cao đánh tới, bảy đại yêu thánh đồn đập thi triển ra năng lực cường đại nhất của mình. Yêu khí trùng thiên. Kinh thiên động địa. 36 chui càng không kiếm tạo thành nhật nguyệt càng không kiếm trận rung động kịch liệt, nhưng cũng không có bị yêu lực của bảy đại yêu thánh xông phá. Biển mây kịch liệt bốc lên, hình thành một vòng lại một vòng sóng mây bao phủ thiên địa bát phương. Không đến thời gian ba lượt hô hấp, Nhật Nguyệt càng không kiếm trận bình tĩnh trở lại. Trong trận, tất cả bảy đại yêu thánh đều bị hồn niệm thần kiếm đóng ở trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hồn niệm thần kiếm ẩn chứa lực áp chế mạnh mẽ làm chúng nó không thể đứng dậy. Đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ 9 đánh thiên địa đại tôn, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Sở dĩ không có miểu sát, chỉ là bởi vì chết như vậy quá tiện nghi chúng nó. Khương Trường Sinh chậm rãi hạ xuống, mở ra sơn hải kinh, hồn phách bảy đại yêu thánh không bị khống chế bay ra thân thể, chúng nó nhìn về phía nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Chúng nó sợ. Hoàn toàn không rõ đối mặt mình là cái gì, nhưng chúng nó chưa từng có gặp được loại tình huống này, võ giả cũng không thể rút ra hồn phách của bọn nó. Ngươi rốt cuộc là ai? Buông tha chúng ta. Chúng ta cũng không dám nữa. Làm sao có thể? Đây là hồn thể của ta. Đáng giận. Bảy đại yêu thánh phản ứng khác biệt, có cầu xin tha thứ, có gầm thét, có chất vấn, nhưng vô luận chúng nó nói cái gì đều đã muộn. Khương Trường Sinh phân chia hồn thể chúng nó ra một nửa, sau đó thu vào bên trong Sơn Hải Kinh. Tất cả yêu thú còn sống trong trận pháp đều tuyệt vọng nhìn một màn này, chúng nó cảm nhận được cảm thụ trước đó của nhân tộc ở bên trong lò luyện thiên địa. Khương Trường Sinh mặc dù nuôi yêu nhưng sẽ không bỏ qua bầy yêu thú này, đều phải chết. Đợi Sơn Hải Kinh thêm mới bảy trang, Khương Trường Sinh trực tiếp đánh tan một nửa hồn phách còn lại của bảy đại yêu thánh, không còn cơ hội luân hồi. Còn về thi thể của bảy đại yêu thánh thì bị hắn thu vào bên trong đạo giới. Nhân tộc bên trong trưởng trung càng không ngước nhìn gương mặt Khương Trường Sinh, mặc dù thấy không rõ, nhưng có thể để bọn hắn miên man bất định, khi bọn hắn nhìn thấy cái tráng vị tiên thần này bắn ra kim quang, lấy đi bảy đại yêu thánh, bọn hắn càng thêm xúc động. Đây tuyệt đối là thần tiên. Nhật Nguyệt càng không kiếm trận bắt đầu co vào. Quanh một tiếng. 36 chui càng không kiếm từ bên ngoài đại lục tụ lại, đụng vào nhau, mà hết thảy yêu thú ở bên trên đại lục đều hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Khương Trường Sinh nhìn về phía phương xa, 36 chui càng không kiếm thu nhỏ, sau đó đánh tới bốn phương tám hướng. Hắn buông xuống mặt đất trong tay, phiến mặt đất này cấp tốc rơi xuống đất, biến thành hình dáng ban đầu, đám người ở bên trong tuy bị chấn động, nhưng cũng không có ai bị thương. Nhìn yêu thú hạ xuống không ngừng ở chân trời, mọi người cực kỳ xúc động. Khương Trường Sinh chậm rãi bay lên không, tất cả mọi người dùng dập quỳ xuống, triều bái hắn, nhóm yêu thú quanh quẩn phương xa kêu rên thê thảm, nhưng giờ phút này rơi vào trong tai bọn hắn lại rất dễ nghe. Sớm ngày trở về đi. Khương Trường Sinh vứt xuống câu nói này, thân hình tiến vào trong đám mây, biến mất không thấy gì nữa, giống như thăng thiên. 36 chui càng không kiếm theo từng hướng đi bay tới, tùy tùng hắn tan biến trong biển mây. Giữa thiên địa bột phát ra tiếng hoang hô chấn động trời cao. Khương Trường Sinh ở phía trên đám mây quan sát thiên địa, yêu thú ở vùng biển phụ cận đã sợ đến chạy trốn, những người này xem như an toàn. Bảy đại yêu thánh đều đã chết, cường giả yêu tộc không đến một tỷ giá trị hương hỏa sẽ không dám lại tới nơi đây. Khương Trường Sinh quay người, Hóa thành một đạo kim quang tan biến trong thiên địa. Trong một cung điện tối tăm, một thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa ở một góc. Dưới cây già, vùng cung điện này cực kỳ bao la, phía trên đen kịt, nhìn không thấy đỉnh, lá cây trên cây thì hiện ra màu lam nhàn nhạt, chiếu rọi dưới cây. Thân ảnh này chính là một tên nam tử, người mặc đại bào màu trắng, bên áo bào trên in hoa văn vẫy cá, tóc tai hắn bù xù, mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung trên mặt đất, mặt mũi của hắn vô cùng yêu dị. Làn da trắng ngần, trên trán mọc ra một con mắt dọc, đôi mắt như rắn, hơi hơi rũ xuống. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, song đồng hắn đúng là trọng đồng, mỗi một con mắt đều có hao con ngươi một lớn một nhỏ dính vào cùng nhau, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Khí vận làm sao đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy, chẳng lẽ bảy vị yêu thánh xảy ra chuyện rồi. Nam tử tự lẩm bẩm, nhíu mày. Hắn chính là yêu tộc chí tôn. Hắn cẩn thận quan sát khí vận yêu tộc giờ phút này khí vận yêu tộc giảm xuống không sai biệt lắm với thời điểm trước khi bảy đại yêu thánh phục sinh cơ hồ có thể xác định là bảy đại yêu thánh xảy ra chuyện yêu tộc chí tôn nhếch miệng lên lộ ra nụ cười mỉa mai nói nhanh như vậy đã chết quả nhiên là phế vật trách không được yêu tộc khi được các ngươi dẫn đầu hạ bị nhân tộc trấn áp vạn năm ta đã cho các ngươi cơ hội đáng tiếc không nghĩ tới các ngươi bị chết sớm như vậy võ giả tru diệt bảy đại yêu thánh ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận Đọc xong, hắn lần nữa nhắm mắt, tiếp tục luyện công. Bảy đại yêu thánh chết đối với hắn mà nói, giống như là một việc nhỏ không quan trọng. Khương Trường Sinh trở lại đến bên trong sân vườn, một mực chờ đợi Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên, cơ võ quân dùng dập nhìn về phía hắn. Nhanh như vậy? "Chiến chưa?" Bạch Kỳ vội vàng hỏi, cơ võ quân cũng nghi ngờ nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh nói: "Chiến, bọn hắn xác thực rất mạnh." Việc này chớ có truyền đi. Hắn không có để lại tên đạo tổ, bởi vì hương hỏa tín ngưỡng của hắn không cần biết tên của hắn, chỉ cần trong lòng có hắn là được. Dứt lời, Khương Trường Sinh đi về phía nhà ở của mình. Bạch Kỳ cùng Cơ Võ Quân đối mặt, đều vô cùng lo sợ. Lúc này mới bao lâu? Cơ Võ Quân rất muốn hỏi kết cục của bảy đại yêu thánh, nhưng thấy Khương Trường Sinh đã trở về phòng, nàng chỉ có thể nhìn xuống. Nàng nhìn về phía Bạch Kỳ, hỏi đạo tổ là giết bảy đại yêu thánh hay cứu được những người kia nhưng để bảy đại yêu thánh chạy bạch kỳ bày ra hai trảo nói đối thủ có thể sống sót trong tay nhà ta chủ nhân đều ở trong sân cơ võ quân nghe xong trong lòng xúc động bạch kỳ vừa nói xong đột nhiên lại nhớ tới lúc trước có một người khiêu chiến khương trường sinh bị hắn thả đi được rồi ngược lại cơ võ quân không biết bạch kỳ nói như vậy cũng là muốn an ủi cơ võ quân. Yêu thân bảy đại yêu thánh đã tiếp cận võ đế, dù có chết, nhục thể của bọn nó cũng có thể thai ngén ra sinh linh mới, đáng tiếc, thánh triều đã vong, không thể phong ấn chúng nó. Cơ võ quân tiếc núi nói, bất quá suy nghĩ người được cứu bên trong lò luyện thiên địa, càng nhiều người tránh được kiếp nạn này, tâm tình của nàng liền trở nên vui vẻ. Quả nhiên, đạo tổ mới là hy vọng của nhân tộc ít nhất lâm hồng trần của đại nghiễm thiên cũng không dám đối kháng bảy đại yêu thánh một bên khác khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở trên giường chờ đợi sinh tồn ban thưởng nhảy ra tâm hắn đã không có khẩn trương như trước đó tru diệt bảy đại yêu thánh không coi là cái gì một đợt sóng này chỉ là sóng nhỏ ngược lại có đạo pháp tự nhiên công cửu tỳ nguyên phượng quan chí dương thần quang hẳn không có người hoặc yêu nào trong thế giới võ đạo truy xét đến hắn may mắn nơi này là thế giới võ đạo mà còn là thế giới không tu tiên. Tu tiên giả tu hồn, dính nhân quả, có rất rất nhiều thủ đoạn ở ngoài ngàn vạn dặm giết địch từ trong vô hình. Thái Hòa năm 48, bảy đại yêu thánh muốn thi triển thiên địa dung lô đại trận, trắng trận bắt lấy võ giả nhân tộc, chuẩn bị luyện chế chí tôn đan, ngươi kịp thời ra tay, thành công sinh tồn khi bị bọn chúng vây công, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, một pháp bảo nhân quả, địa phủ. Địa phủ đây là pháp bảo khương trường sinh lần đầu tiên thấy pháp bảo dính đến nhân quả trước kia cũng chỉ là pháp bảo pháp khí hắn lúc này tiếp nhận truyền thừa trí nhớ của địa phủ địa phủ nhân quả pháp bảo chính là do quy tắc luân hồi tu tiên giới biến thành có thể trấn áp nhân quả chúng sinh dẫn dắt vong hồn thế gian hấp thu hồn phách càng nhiều địa phủ càng mạnh đạt tới trình độ nhất định sẽ diễn sinh ra quy tắc luân hồi trợ vong hồn bên trong phủ đầu thai phàm là vong hồn trải qua địa phủ đầu thai. Không thể thoát khỏi quy tắc luân hồi của địa phủ, trừ phi tu vi vượt qua chủ nhân địa phủ. Địa phủ còn có thể làm pháp bảo công kích, dùng lực lượng nhân quả khổng lồ trấn sát kẻ địch, trấn áp hồn phách hắn. Lại là một kiện pháp bảo hệ trưởng thành. Khương Trường Sinh cũng cảm thấy thú vị, Sơn Hải Kinh chấp trưởng dị thú khắp thiên địa, thiên địa bảo giám trưởng khống vạn vật mặt đất, mà địa phủ nắm giữ vong hồn thế gian, thành lập trật tự luân hồi, một khi ba món pháp bảo bao trùm toàn bộ thế giới võ đạo, chẳng lẽ hắn có thể áp đảo phía trên toàn bộ thế giới? Vạn sự vạn vật đều do hắn làm chủ. Tuyệt đối tiêu giao tự tại, chính là chưởng khống hết thảy. Khương Trường Sinh sinh ra hứng thú về luân hồi của thế giới này, võ đạo thế giới cũng là có thể đầu thai, nhưng người sau khi chết, linh hồn không thể nào tìm kiếm, mặc dù có luân hồi ấn ký, đối phương không đầu thai, hắn không thể truy xét đối phương ở đâu chỉ có thể cảm nhận được luân hồi ấn ký của đối phương vẫn tồn tại. Có lẽ vong hồn đều nằm trong quy tắc luân hồi của thế giới võ đạo. Quy tắc cụ thể là tồn tại như thế nào, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Khương Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, lấy ra địa phủ. Trong chốc lát, một cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn, nhỏ nhắn đẹp đẽ, nói là cung điện, lại như một tòa lầu cao, hắn vuốt vuốt trong chốc lát, bắt đầu luyện hóa cấm chế bên trong địa phủ cấm chế trong địa phủ vô cùng phức tạp dính đến lực lượng nhân quả đây là khương trường sinh lần đầu tiên chân chính chạm đến lực lượng nhân quả hắn bình tĩnh lại kiên nhẫn cảm thụ bảy ngày bảy đêm sau khương trường sinh mới đi ra khỏi phòng cơ võ quân bạch kỳ nhìn về phía hắn khương trường sinh đi đến trước dược đỉnh nói có người nào muốn mượn nhờ thiên diễn võ pháp luyện hóa máu thịt gân cốt yêu thánh lời vừa nói ra cơ võ quân bạch kỳ trùng to mắt Hoàng Thiên, Hắc Thiên đang chợp mắt cũng nhảy dựng lên. Bảy đại yêu thánh chết rồi. Cơ võ quân vội vàng hỏi, "Ngài có phải không thể tru diệt thi thể của bọn nó hay không, cho nên muốn luyện chế chúng nó thành nước thuốc. Chúng ta thật có thể tiếp nhận lực lượng của yêu thánh sao?" Thương Trường Sinh lắc đầu nói, Diệt thân thể chúng nó dễ như trở bàn tay, chẳng qua nhớ tới các người cần tập võ, cho nên mới lưu lại, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi có thể tiếp nhận." cũng không phải hấp thu trong thời gian ngắn này chính là quá trình lâu dài thân thể bảy đại yêu thánh sao mà khổng lồ đầy đủ để rất nhiều người hưởng phúc nhưng hắn quyết định tập trung thân thể bảy đại yêu thánh ở trên người một nhóm người trợ bọn hắn tốc độ cao mạnh lên hắn đầu tiên suy tính tự nhiên là người bên cạnh mặt khác chính hắn cũng có thể dùng toàn thân bảy đại yêu thánh này đều là bảo có thể luyện chế đủ loại đang được ta tới trước ta không sợ chết Bạch Kỳ xông đến, hưng phấn nói, còn cọ sát chân Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh không để ý đến nó, bắt đầu hướng đưa dược liệu vào trong được đỉnh. Không nói Bạch Kỳ, thân thể yêu thánh cùng cơ võ quân có khoảng cách cực lớn, mong muốn để cơ võ quân tiếp nhận, xác thực đến cần nhiều tâm tư và công phu. Cũng may hắn có thể phân phó Khương Triệt giúp mình tìm kiếm được liệu mong muốn, cái này là chỗ tốt của thần bảo hộ, muốn cái gì, có thể vận dụng lực lượng của cả một đại lục đi tìm tìm, mà hắn có thể tiết kiệm phần lớn thời gian để tu luyện. Thái Hòa năm 50, khoảng cách bảy đại yêu thánh ngã xuống đã qua 2 năm. Trong thời gian 2 năm, giá trị hương hỏa của Khương Trường Sinh tăng vọt, đám nhân tộc được hắn cứu vớt kia tuyên dương thấp chống sự cường đại cùng công đức của hắn, bởi vì không biết tên, nên tôn xưng hắn là đại thiên thần cứu khổ cứu nạn. Trong 2 năm này, hắn không để cho phân thân ra ngoài mở rộng sơn hải kinh cùng thiên địa bảo giám, mà chuyên tâm luyện công để phân thân luyện chế đang dược hắn chủ yếu là lo lắng yêu tộc sẽ quy mô đột kích có hai kiện chí bảo trong tay càng thêm an toàn hai năm qua đi phân thân cuối cùng luyện chế máu thịt yêu thánh thành nước thuốc thích hợp cho võ giả tôi thể bảy thi thể khổng lồ còn đang ở bên trong đạo giới bị đại băng phong thần thuật đông kết khương trường sinh gọi mộ linh lạc thanh nhi tới làm cho các nàng cùng một chỗ luyện thể đồng thời hắn còn luyện chế ra rất nhiều yêu thánh thổi thể đang phân phát cho long khởi quang cùng khương triệt Khương Triệt đang bồi dưỡng lực lượng Khương Gia, Khương Gia mặc dù nắm giữ hoàng quyền, nhưng thực lực võ đạo không thể yếu, một khi thực lực hoàng thất và thị tộc võ đạo sai biệt quá lớn, mà đạo tổ lại đột nhiên không có ở đây, hoàng quyền rất dễ dàng bị phá vỡ. Giả tâm con người rất khó mà lường, Khương Triệt tin tưởng, chỉ cần đạo tổ tan biến một quãng thời gian, những người có giả tâm kia sẽ kìm nén không được. Một ngày này, Khương Trường Sinh mở to mắt, nhìn về phía nam, trong lòng bắt đầu đủ loại diễn toán. Tồn tại cường đại nhất vô tận hải dương trước mắt vẫn như cũ là 1,3 tỷ giá trị hương hỏa, chính là võ nhân đại đế. Điều này đã nói lên yêu tộc tạm thời không có điều tra hắn, bảy đại yêu thánh ngã xuống đủ để chấn nhiếp hết thảy yêu vật phía dưới yêu tộc chí tôn. Mà yêu tộc chí tôn cũng không có hành động, cũng không biết là thương thế chưa lành hay kiên kỵ hắn. Mặc kệ như thế nào, đây là chuyện tốt, hắn có thể an tâm tu luyện, không ngừng tăng cường thực lực của mình yêu tộc tất nhiên không phải là kẻ địch duy nhất trong tương lai thánh triều có thể tiên đoán vạn tộc sắp nổi lên đại tranh chi thế chân chính còn chưa mở màn hắn còn phải nỗ lực mạnh lên thông qua thiên địa vô cực nhãn khương trường sinh cũng không có thấy tình cảnh yêu tộc đại quân lên phía bắc dù sao hắn một thân chí bảo yêu tộc căn bản không rõ ràng hắn là ai đến từ phương nào sau khi bảy đại yêu thánh ngã xuống thế lực yêu tộc trên biển tán loạn vô số yêu thú chạy trốn sợ bị vị đại thiên thần cứu khổ cứu nạn kia thanh toán nguyên nhân chính là như thế các đại vận triều đạt được không gian thở dốc tên tuổi đại thiên thần cứu khổ cứu nạn truyền đi càng lúc càng rộng thậm chí che lại bàn cổ huyền điều đến mức đạo tổ còn chưa chân chính truyền ra tại vô tận hải dương chỉ có người lúc trước ở vùng biển phụ cận long mạch đại lục biết được khương trường sinh thu hồi tầm mắt nhìn một chút sáu cái dược đỉnh trong đình viện chỗ dược đỉnh cơ võ quân tam nữ đều bị băng phong, làm cho không người nào có thể nhìn trộm tình huống bên trong. Phân thân còn ở bên cạnh luyện đan, Khương Trường Sinh thì thi triển ngũ hành động thuật chui vào lòng đất. Một đường lặn xuống, hắn đến một mảnh thế giới ngầm bao la vô biên. Mặt ngoài địa tầng khảm nạm rất nhiều bảo thạch, vì thế giới ngầm mang đến ánh sáng, diệt thế thụ chống đỡ mặt đất vẫn khổng lồ như vậy, thậm chí còn muốn lớn hơn trước khi chống đất. Nó hấp thu khí vận thiên cảnh đại lục, thân cây đang không ngừng mạnh lên khương trường sinh đi vào trước mặt nó nó còn không nhận thấy được đang say ngủ đợi ở dưới mặt đất vô cùng khô khan cho nên phần lớn thời gian trong ngày thường của nó đều đang ngủ dù cho là đi ngủ nó cũng đang vững bước mạnh lên khương trường sinh phóng xuất địa phủ đặt ở trước mặt diệt thế thụ sau đó đánh hức diệt thể thụ mặt người diệt thế thụ mở to mắt nhìn thấy là khương trường sinh vội vàng nói kính ngữ ánh mắt của nó nhìn thấy địa phủ rơi xuống đất sau khi địa phủ hạ xuống trở nên cực kỳ khổng lồ như một tòa núi cao từng trận khói đen toát ra từ bên trong địa phủ bắt đầu khuếch tán khắp mặt đất đồ vật thật là tà môn diệt thế thụ âm thầm nghĩ thấy địa phủ lòng nó không hiểu hoảng loạn đây là địa phủ sẽ tụ tập vong hồn thiên hạ ngươi phụ trách bảo hộ nó khương trường sinh mở lời tụ tập vong hồn diệt thế thụ không khỏi tò mò Khương Trường Sinh nói Địa phủ sẽ thành lập trật tự luân hồi Sẽ chủ làm chủ sinh tử Nếu ngươi có thể bảo hộ nó Ngày sau chưa hẳn không thể trở thành một trong tiên thần quản lý luân hồi Lời vừa nói ra Diệt thế thụ trong nháy mắt bị nhen lửa Kích động nói Ngài yên tâm Ta nhất định liều mạng bảo hộ nó Ở nó trong lòng Khương Trường Sinh một mực là hình ảnh của tiên thần Cho nên nó sẽ không nghi vấn Khương Trường Sinh Yêu cũng có thể thành thần việc thế thủ rất chờ mong ánh mắt nhìn về phía địa phủ cũng thay đổi trở nên hừng hực khương trường sinh đi vào bên trong địa phủ từ bên ngoài xem địa phủ chẳng qua là kiến trúc giống như cung điện giống như lâu trên thực tế bên trong tự thành một phương thiên địa có rất nhiều cung điện lâu vũ phân bố ở bên trong trực trở muôn màu đúng thẳng từng tôn tượng đá tượng đồng âm phủ âm khí bức người hắn có thể cảm giác được lực lượng nhân quả địa phủ đã phát động khuếch tán ra toàn bộ thiên cảnh đại lục Giữa thiên địa có thật nhiều vong hồn bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đầu thai, còn sót lại trên thế gian được xưng là tà ma, hình thủ cùng âm khô chính là tà ma. Cần tìm một vị chủ nhân cho địa phủ, chấp chưởng trật tự địa phủ. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, hắn đầu tiên suy nghĩ chính là Hình thủ. Hình thủ phụ tá hoàng quyền Khương gia hơn 200 năm, tinh thông quản lý quyền lực, quá phù hợp cho vị trí chủ nhân địa phủ. Đi dạo trong chốc lát, Khương Trường Sinh rời đi địa phủ, trở về mặt đất. Hắn truyền âm cho Hình Thủ, để Hình Thủ chuẩn bị giao tiếp quyền lực trong tay cùng chức vụ, sau đó tới tìm hắn. Hình Thủ mặc dù nghi hoặc, nhưng không dám hỏi lại, tìm tới Khương Triệt, nói đến việc này. "Cái gì, ngươi muốn rời khỏi? Để trẫm một lần nữa tìm người thay thế ngươi. Có thể trẫm có thể tìm ai?" Khương Triệt nhíu mày, Hình Thủ có thể là thủ hạ trung thực hoàng mỹ nhất có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện trong bóng tối mà lại không cần lo lắng hình thủ sẽ làm phản. Hình thủ nói, đạo tổ có lệnh, nói từ nay về sau ta không cần lại phụ tá hoàng quyền thương gia, hắn muốn giao phó cho ta sứ mệnh càng lớn. Nghe xong là đạo tổ, lông mày khương triệt giãn ra, nhưng hắn vẫn có chút không bỏ, thở dài nói. Ngươi đi, trẫm nên dựa vào người nào? Hình thủ nói, ngài là thiên tử. Người trong thiên hạ đều do ngài sử dụng. Quân thần bắt đầu ôn chuyện, hoài niệm quá khứ, Hình Thủ cũng không vội, Khương Trường Sinh cũng không có bảo hắn chạy liền tới Long Khởi Sơn. Sáng sớm hôm sau, Khương Triệt mới mang theo bảo hạp gánh chịu bản thể Hình Thủ đến giao cho Khương Trường Sinh. Ba tượng đá trong đình viện cũng không có làm cho Khương Triệt hứng thú, là phân thân Khương Trường Sinh khiến cho hắn nheo mắt, hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh, nhịn không được hỏi. "Đạo tổ, ngài muốn cho Hình Thủ đi làm cái gì?" Khương Trường Sinh tiếp nhận bảo hạp, nói Hắn cống hiến cho triều đình Khương gia hơn 200 năm, công đức viên mãn, cũng nên phi thăng. Phi thăng Bạch Kỳ Ba Yêu đang tôi thể cùng mộ linh lạc ba người bên trong tượng băng dồn dập mở mắt, nghiêng tai lắng nghe. Khương Triệt cũng sửng sốt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hình thủ muốn thành tựu tiên thần giống như ngài vậy. Không sai. Ta đây ngươi là thiên tử vận triều bản thân cái này không phải là một loại tôi luyện mà là phúc phận của ngươi khương trường sinh cắt ngang lời khương triệt khương triệt cười khổ cảm giác mình quả thật có chút quá phận hắn mặc dù mệt nhọc nhưng hắn rõ ràng hắn lại mệt mỏi cũng là trên vạn người đứng tại đỉnh phong thiên cảnh đại lục thao túng sinh tử người trong thiên hạ không có người trôi qua càng tốt hơn so với hắn hắn bực tức cũng là xây dựng danh vọng phía trên vô số người không dám nghĩ một lát sau Khương Triệt rời đi. Bạch Kỳ nhịn không được hỏi. Ngài nói là sự thật. Khương Trường Sinh nói. Thật giả không có quan trọng như vậy, người đang làm, trời đang nhìn, tiên duyên cũng không phải cưỡng cầu, các ngươi cũng chớ có suy nghĩ nhiều. Sau đó, hắn cầm lấy bảo hạp chui vào lòng đất. Đi vào bên trong địa phủ, Khương Trường Sinh phóng xuất hình thủ, hắn dùng pháp lực bản thân để lực lượng nhân quả của địa phủ dung hợp cùng hình thủ, tương đương với giao phó hình thủ quyền lực trưởng khống địa phủ. Quá trình này cần thời gian, bởi vì hình thủ không đủ mạnh, không thể nóng vội. Bên trong quá trình dung hợp lực lượng nhân quả, hình thủ tiếp thu trí nhớ của địa phủ, từ chấn kinh biến thành chờ mong, từ hoảng hốt biến thành kinh hỷ. Nguyên lai đạo tổ nói là sự thật. Trưởng khống vong hồn thế gian, thao túng luân hồi, đây không phải tiên thần, lại là cái gì? Qua đi tới 2 tháng. Hình thủ mới vừa trở thành chủ nhân địa phủ, nhóm vong hồn đầu tiên đến từ thiên cảnh đại lục cũng lần lượt đi vào địa phủ. Bản tôn khương trường sinh trở lại đến bên trong sân vườn, hết thảy địa phủ giao cho hình thủ. Trước mắt địa phủ còn không có đủ năng lực để vong hồn đầu thai, cần tích lũy số lượng vong hồn nhất định, tăng cường lực lượng nhân quả mới có thể dung hợp cùng quy tắc luân hồi của thế giới võ đạo. Mộ Linh Lạc cơ võ quân đã tôi thể xong, thanh nhi thì trở lại bên trong long khởi quan hai nữ đi vào trước mặt khương trường sinh tò mò hỏi thăm hình thủ sao có thể làm tiên thần khương trường sinh nói không thể nói thiên cơ bất khả lộ cơ võ quân cảm khái nói như thế nói đến tiên thần không chỉ là một vị chủng tộc khác có phải cũng có tiên thần bảo hộ hay không đối với vấn đề này khương trường sinh khó trả lời mặc dù này phương thế giới chỉ có hắn tu tiên nhưng hắn còn không rõ ràng lắm tình huống thiên ngoại cho dù chủng tộc khác không có tiên thần bảo hộ có lẽ cũng có càng lão tổ mạnh mẽ hơn bảo hộ thiên ngoại ma hà tồn tại khiến cho hắn không thể không giữ lại lo lắng đối với thiên ngoại thấy khương trường sinh không trả lời cơ võ quân cảm giác mình có đáp án việc này chớ nói ra ngoài các ngươi tiếp tục luyện công đi khương trường sinh lắc đầu nói sau đó trở về trước địa linh thụ tĩnh tọa phân thân đi vào trong cơ thể hắn cùng hắn dung hợp hắn một lần nữa sáng tạo một bộ phân thân để hắn cầm trong tay sơn hải kinh thiên địa bảo dám rời đi. Mộ linh lạc, cơ võ quân, Bạch Kỳ thì bắt đầu mặc sức tưởng tượng thế giới tiên thần, Khương Trường Sinh mặc dù đang nhắm mắt luyện công nhưng cũng đang lặng lẽ lắng nghe. Nếu như hắn thật sự là tu tiên giả duy nhất thiên nội thiên ngoại, vậy hắn về sau có thể xây dựng hệ thống tiên thần, nghe một chút ý nghĩ của phàm nhân cũng có thể làm như tham khảo. Phụng Thiên Hoàng Triều, trong đại điện Hoàng Cung Thiên tử Lý Nhai nghe quần thần hồi báo, vẻ mặt cổ quái đại thiên thần cứu khổ cứu nạn không phải là đạo tổ à lý nhai không hiểu suy nghĩ hắn thấy trên đời nào có nhiều tiên nhân tiên thần như vậy có thể có một vị cũng không tệ rồi cũng hết sức phù hợp hình ảnh của đạo tổ đạo tổ cũng là dựa vào thái dương thần bí che đậy khuôn mặt một tên lão thần hưng phấn nói bảy đại yêu thánh ngã xuống ngăn chặn yêu tộc khuếch trương tương lai mấy chục năm phụng thiên ít nhất không cần lo lắng yêu tộc xâm lấn phụng thiên còn có cơ hội chiến đấu thánh triều không chỉ là hắn văn võ khác cũng hết sức xúc động nếu phụng thiên có thể thành bọn hắn tội gì đầu hàng hoàng triều khác trước đó chỉ sợ phụng thiên gánh không được yêu tộc thế công lý nhai chậm rãi nói như thế xem ra thế gian thật có tiên nhân vừa hay nhờ vào đó chuyện tuyên dương một thoáng lôi thần lê nghi để bách tính thiên hạ biết được phụng thiên cũng có tiên thần bảo hộ nhắc đến lên lê nghi văn võ cả triều cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Nói như vậy, đạo tổ có khả năng thật sự là tiên thần. Hẳn là thế, bằng không giải thích như thế nào Lê Nghi tiếp nhận truyền thừa, hắn quả thật có thể trưởng khống thiên lôi. Đúng vậy, thực lực Lê Nghi vượt xa cảnh giới của hắn, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Phụng Thiên có tiên thần bảo hộ, vô luận thật giả, dân tâm thiên hạ nhất định hướng về bệ hạ, có lợi ích to lớn đối với Phụng Thiên phát triển. Bệ hạ thánh minh. Nghe quần thần nghị luận, Lý Nhai cười càng sâu, đại thiên thần cứu khổ cứu nạn hoành không xuất thế để mâu thuẫn của quần thần đối với đạo tổ tan biến, những người phản đối cũng sợ đạo tổ thật sự là tiên thần. Ngẫn đầu ba thước có thần minh, một phần vạn bọn hắn chửi bới đạo tổ, bị đạo tổ biết được. Chỉ ngẫm lại, bọn hắn đã sợ hãi. Đi qua một phen thảo luận, Lý Nhai phong lê nghi làm phụng thiên lôi thần, công chiếu thiên hạ. Không chỉ phụng thiên hoàng triều, Hoàng triều khác cũng vì đại thiên thần cứu khổ cứu nạn mà kinh ngạc. Đây chính là bảy đại yêu thánh, lại bị tiên thần tru diệt, ngay cả thân thể cũng không còn. Khí thế yêu tộc các vùng biển đúng là đã tan rã, để các triều không thể không tin tưởng. Một bên khác, Bạch Tôn ở trên vách núi nghe thủ hạ của mình hồi báo, nam tử mặt nạ ngoại trừ giảng giải tình báo đại thiên thần cứu khổ cứu nạn ra, còn đề cập võ nhân đại đế. Sau khi võ nhân đại đế phục sinh, lang thang thiên hạ bởi vì quá mức cường đại, đấu đá lung tung, đưa tới rối loạn không nhỏ. Vị trước đó đang tìm kiếm võ nhân đại đế, tôn chủ, phục sinh võ đế thật không thể xem như võ đế, bọn hắn đã là chủng tộc mới, một khi bọn hắn bảo đoàn, tuyệt đối là đã kích lớn lao đối với nhân tộc. Nam tử mặt nạ trầm giọng nói. Nhắc đến vị kia, hắn tức giận không thôi. Sắc mặt bạch tôn trở nên phức tạp, buồn bã nói. Ta thật sai lầm rồi sao? nam tử mặt nạ kiên trì nói võ đế đảo hiến tế nhiều võ giả như vậy kết quả công giả tràng tôn chủ cũng đừng lại đi con đường của võ đế đảo không đáng ngài có thể vì nhân tộc làm ra càng nhiều chuyện hơn ngoại trừ ý vào thượng cổ võ đế nhân tộc tất nhiên còn có những biện pháp khác bạch tôn thở dài một hơi nam tử mặt nạ nói theo võ đế sau khi phục sinh sau không thể sinh dục người chúng ta điều tra qua vị tồn tại kia Hắn thử tìm nữ tử nhân tộc sinh sôi hậu đại, nhưng thất bại, đây cũng là nguyên nhân hắn bức thiết muốn tìm được võ nhân đại đế, nếu bọn hắn không thể sinh dục, lại không bảo hộ nhân tộc, cần gì lại truy cầu bọn hắn. Bạch Tôn nói. Xem ra trời xanh công bằng, đưa cho bọn hắn mạnh mẽ vô cùng thân thể, nhưng cũng đoạn tuyệt khả năng thành tộc của bọn hắn. Hắn lắc đầu, ngược lại hỏi. Về sau ta không truy cầu lực lượng thượng cổ võ đế nữa, tiếp theo bắt đầu tìm đại cảnh đi. Nam tử mặt nạ ngẩn người, kinh ngạc hỏi: "Vì sao tìm đại cảnh? Người Thiên Hạ hôm nay cũng đang thảo luận đại thiên thần cứu khổ cứu nạn, sau khi võ đế đảo tan biến, trừ bọn họ, lại không người quan tâm đại cảnh, giống như nhân tộc căn bản không có đại cảnh. Trên đời này nào có nhiều tiên thần như vậy, nếu thật là có, vì sao bên trong Tuế Nguyệt Dĩ vãng không ra tay cứu trợ nhân tộc? Ta cảm thấy đại thiên thần cứu khổ cứu nạn có quan hệ cùng đạo tổ." Bạch Tôn ý vị thâm trường nói Có lẽ đạo tổ sở dĩ không đăng cơ xung đế Là cảm giác mình còn chưa đủ mạnh Cho nên hắn đang ngủ đông Nhưng lại không đành lòng nhân tộc gặp nạn Chỉ có thể che giấu tung tích ra tay Con người nam tử mặt nạ phóng to Trọng mở trong sáng Hắn cố nén xúc động, nói Xác thực, ta trước đó còn buồn bực Nhân tộc làm sao có thể không có tư thái võ đế Nếu như là đạo tổ Vậy có thể giải thích Đạo tổ mỗi lần ra tay vô luận địch nhân mạnh cỡ nào đều không phải đối thủ của hắn còn có từng cọc từng cọc truyền thuyết như là tiên nhân hắn đúng là có tư thái võ đế từng toàn lực điều tra tung tích đại cảnh sau khi tìm thấy đại cảnh nói cho ta biết chuyện khác đều có thể buông xuống bạch tôn nói xong nhắm mắt lại tiếp tục luyện công nam tử mặt nạ thở dài một hơi mặc kệ như thế nào chỉ cần tôn chủ từ bỏ kế hoạch phục sinh võ đế liền tốt Hình thủ trời đi để rất nhiều văn võ trên triều đình đại cảnh thảo luận, trên triều đình đại cảnh. Văn võ bá quan hoảng sợ hình thủ lớn hơn hoảng sợ Khương Triệt, Khương Triệt là minh quân, nhưng hình thủ có thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên môn giúp thiên tử làm việc không thể lộ ra ngoài. Thảo luận dạng này kéo dài mấy tháng, hình thủ dần dần bị người quên lãng. Lại là một năm tân xuân. Thái Hòa năm 51. Trong ngự thu phòng, Khương Triệt ngẩng đầu, nhìn về cảnh xuân cả vườn phía ngoài cửa số, Hắn đã 106 tuổi, phá vỡ tuổi thọ cao nhất của lịch Đại Hoàng đế Đại Cảnh, hắn thoạt nhìn cũng mới năm 60 tuổi. Hắn trường thọ cũng làm cho Bách Tính Đại Cảnh càng thêm xem trọng tương lai Đại Cảnh. Minh Quân trường thọ, Đại Cảnh còn có thể tiếp tục bay lên. Đi vào Thái Hoang đã 38 năm, lê dân Bách Tính đã thành thói quen Thái Hoang hung thú tồn tại, thói quen võ đạo mạnh hơn, Đại Cảnh cũng chính thức đi đến hướng ổn định. Khương Triệt lại mê mang. Thiên hạ nhất thống, bên ngoài không cường địch quốc phú dân an hắn lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng có thành tựu càng cao đến mức tấn thăng thánh triều thân là thiên tử hắn rõ ràng nhất nội tình đại cảnh hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng thành tựu thánh triều thánh triều không thể nào xuất hiện bên trên một vị thiên tử như hắn khương triệt đang nghe truyện trên tv audio cv bỗng nhiên muốn nghỉ ngơi ngược lại thiên hạ không loạn được vất vả cả một đời hắn cũng nên tốt thật buông lỏng lại nghĩ tới hình thủ, tâm khương triệt trở nên hừng hực. Nếu như hắn có thể trường sinh bất tử, cũng là có thể nỗ lực truy cầu thánh triều. Thành tiên Ý nghĩ này tốc độ cao mọc rễ nảy mầm trong lòng khương triệt, không thể ngăn chặn. Một thân ảnh bước nhanh đi vào trong ngự thư phòng, chính là đạo thần, hắn bây giờ đã là võ giả kim thân cảnh, khoảng cách càng khôn cảnh cũng không xa, tư chất bản thân hắn không kém, lại ngồi trên cao vị, lấy được tài nguyên nhiều vô số kể, cảnh giới tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên bệ hạ đám luyện đan sư kia đã đến ngài nhìn một chút khi nào thấy đạo thần cung kính hỏi khương triệt đứng dậy nói vậy đi nhìn một cái đi đạo thần muốn nói lại thôi hắn rất muốn hỏi khương triệt vì thế nào không tìm đạo tổ nhưng nghĩ lại đạo tổ địa vị cao cả không có khả năng chuyên môn toàn tâm toàn ý giúp khương triệt luyện đan mà lại khương triệt theo đuổi cũng không phải đang dược tăng cường công lực mà là đang trường sinh bất lão. Thời gian thấm thoát. Năm năm đi qua. Phân thân Khương Trường Sinh lần nữa trở về, số trang sơn hải kinh đã nhiều đến 145, càng đi chỗ sâu thái hoang, gặp phải hung thú càng nhiều, thậm chí ngay cả khí vận hung chủng đều trở nên nhiều hơn. Hắn một lần nữa phân ra một tôn phân thân, để phân thân mang theo hai bảo trời đi, đưa mắt nhìn về phía Dương Chu đang tôi thể trong đình viện. Mộ Linh Lạc đầu năm đã trở lại mộ dung gia, dịp tầm địch, kiếm thần còn chưa trở về, Khương Tiễn ba người càng như vậy, Khương Tiễn cùng Diệp Tầm Địch đã đi đến cảnh giới nhị động thiên, mà Bình An thì thuận lợi đột phá tới nhất động thiên. Bạch Kỳ Ba Yêu cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá càng không cảnh, tất cả mọi người đang tiến bộ. Cương Thổ Đại Cảnh cũng đang vững bước khuếch trương, thú vị là đương kim thiên tử bắt đầu không để ý tới triều chính, vị thái tử lang thang kia bị bức ép bất đắc dĩ, bắt đầu trưởng khống quốc sự. Từ hoàng khố kinh thành trước kia trở nên trăm công nghìn việc, không có cách, nhóm thừa tướng đuổi theo hắn hắn lại không hy vọng đại cảnh sụp đổ chỉ có thể cắn răng bắt đầu bận rộn chuyện này lưu truyền rộng rãi tại dân gian đại đa số người đều cho rằng khương khánh sẽ trở thành hôn quân không nghĩ tới sau khi đương kim thiên tử buông tay mặc kệ thái tử ngược lại thức tỉnh đối với hành vi của khương triệt khương trường sinh cũng không trách móc nặng nề dù sao hắn xác thực không thể luyện chế đang trường sinh bất tử nói cho khương triệt khương triệt cũng sẽ không từ bỏ đứng tại góc độ Khương Triệt, chuyện hắn có thể theo đuổi xác thực chỉ còn lại có Trường Sinh. Trừ ra việc này, Khương Trường Sinh hết sức hưởng thụ sinh hoạt hiện tại, rảnh rỗi luyện một chút đang, nhìn một chút thiên địa bát ngát, cũng rất tốt. Cơ võ quân gặp hắn mở mắt, lúc này tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Đạo tổ, gần đây kinh thành có chút không đúng, ngài phát hiện sao? Khương Trường Sinh mạng bất kinh tâm nói. Ừm, ảnh hưởng không lớn cơ võ quân không khỏi tò mò hỏi ngài đã phát hiện là xảy ra chuyện gì gần đây một năm có mấy đêm nàng cảm nhận được khí vận kinh thành đang chấn động nhưng vừa đến hừng đông liền khôi phục loại ba động này không tính lớn nhưng xuất hiện mấy lần không khỏi để cho nàng lo lắng không có gì không cần để ý chỉ cần không thương tổn bách tính thì không cần quản mà lại đây cũng là ý nguyện của thiên tử khương trường sinh nói hết sức tùy ý nhưng để cơ võ quân càng thêm tò mò liên quan đến thiên tử bạch kỳ ngẩng đầu nói trách không được ta có mấy lần ban đêm đi chơi kinh thành mơ hồ nghe được khóc thét tiếng đến từ hoàng cung nguyên lai là thiên tử đang làm trò quỷ hắn sẽ không vì trường sinh bất tử mà làm chuyện điên rồ gì chứ thương trường sinh một lần nữa nhắm mắt lại nói chỉ cần không thương thiên hại lý cứ để hắn làm đi cho dù hắn ngăn cản thì có ích lợi gì chẳng lẽ ép buộc khương triệt từ bỏ truy cầu trường sinh an tâm làm thiên tử làm như vậy sẽ chỉ tạo ra hiệu quả trái ngược trừ phi hắn muốn phế đi vị trí thiên tử của khương triệt nhưng làm như vậy không công bằng đối với khương triệt cơ võ quân cảm khái nói trường sinh bất tử đây là chuyện mà bất kỳ người nào đều hướng tới có thể mạnh như võ đế cũng sẽ thọ hết chết già chẳng qua là thân thể bất diệt thôi bạch kỳ nói thật tốt tập võ tăng cường tuổi thọ càng không thực tế hơn. Cơ võ quân nói, tuổi thọ thiên tử hoàng triều mặc dù dài hơn thiên tử vận triều, nhưng bản thân cũng là trói buộc, bọn hắn không có khả năng so sống được lâu như càng không cảnh, thậm chí có khả năng so ra kém kim thân cảnh, mặc dù nhường ngôi hoàng vị, số mệnh này cũng sẽ truy tìm bọn hắn, cái này là số mệnh của thiên tử vận triều. Mặc dù thánh thượng thành tựu thánh triều cũng sẽ bị đại nạn vây khốn, thánh thượng thánh triều ngoại trừ võ đế khai triều, sống được dài nhất cũng mới 500 tuổi. Bạch Kỳ nhếch miệng cười nói. Lúc này mới công bằng, trời xanh là công chính. Cơ võ quân không có phản bác, vạn sự vạn vật đều có quy luật. Một bên khác. Trong tẩm cung thiên tử. Khương Triệt chỉ mặc áo trong nằm ở trong ao, hưởng thụ dược liệu tẩm bổ, đầu của hắn tựa ở trên đùi của một nữ tử. Nữ tử này chính là phi tử mà Khương Triệt hai năm trước mới lập, tên là Ngọc Phi, dáng người thước tha, trang dung đẹp đẽ đang giúp khương triệt xoa đầu bệ hạ đang dược của tiểu bồng lai giáo không có có hiệu quả sao ngọc phi nhẹ giọng hỏi ngữ khí ôn nhu khương triệt nhắm mắt lại nói không có đều là đồ bỏ đi con ngươi ngọc phi đảo một vòng nói bệ hạ không bằng phái người đi đi sang long huyết sơn quy đi long huyết sơn quy chính là một trong hung thú có tuổi thọ dài nhất thái hoang dùng máu của nó luyện chế thành đan Tất nhiên có thể tăng trưởng tuổi thọ của ngài, để ngài sống ngàn năm, vạn năm, ngài mới có thời gian dài hơn đuổi theo trường sinh bất tử nha. Long huyết sơn quy mạnh bao nhiêu? Khương Triệt không có mở mắt, lười biến hỏi. Ngọc Phi nói: "Chúng nó là một nhánh chủng quần to lớn, nếu như có thể điều động Thất động thiên võ giả tiến đến, có hy vọng bắt được một đầu." Khương Triệt mở to mắt, ánh mắt âm u, nói: "Ái phi của trẫm" Trẩm đi chỗ nào tìm võ giả thất động thiên. Quan Thánh ra ngoài truy cầu võ đạo, đã 10 năm chưa về. Bệ hạ, còn có Long Khởi Sơn nha. Nghe vậy, Khương Triệt ngồi dậy. Ngọc Phi vội vàng quỳ xuống, kề sát cái tráng ở bên cạnh ao. Khương Triệt khẽ nói. Trẫm đã nói qua, không được nhắc đến Long Khởi Son, Trẫm không muốn bị đạo tổ xem thường, đạo tổ cũng luyện chế không ra đang dược trường sinh bất tử. Thần thiếp đáng chết, thần thiếp sẽ không đề cập tới nữa. Ngọc Phi kinh sợ nói, Khương Triệt quay người nhìn về phía nàng, trong lòng mềm nhũng, thở dài một hơi, nâng đỡ nàng dậy. Khương Triệt thấp giọng nói, Ái Phi, thân phận của người đặc thù, giấu giếm được tất cả mọi người trong hoàng cung, nhưng không có khả năng giấu giếm được đạo tổ, nếu trẫm nghe lời người đi tìm đạo tổ, đạo tổ tất nhiên sẽ sinh nghi người, ngươi thật sự cho rằng thủ đoạn biến hình của ngươi có thể giấu giếm được đạo tổ hắn tất nhiên đã biết được người tồn tại, sở dĩ không ra tay là bởi vì người an phận, mang việc tuyệt đối không nên vi phạm, bằng không trẫm cũng không bảo vệ được ngươi. Ngọc Phi ngẩng đầu, quỷ khuất nói. Thần thiếp biết được, là thần thiếp cẩn nhắc không chu toàn. Khương Triệt đi ra khỏi ao, nói. Thay đồ cho trẫm đi, trẫm muốn đi xem đám phế vật kia trong ngày thường đến cùng có vì trẫm thành tâm thành ý luyện đang hay không, dùng năng lực của ngươi, chúng ta lặng lẽ đi thần thiếp tuân mệnh. Ngọc Phi vội vàng đứng lên, tiến đến cầm long bào. Mấy ngày sau, 23 vị luyện đan đạo sĩ bị chém đầu thị chúng, dẫn tới dân gian nghị luận ầm ĩ, các quan lại thì cảm thấy thoải mái, theo bọn hắn nghĩ, bệ hạ trở nên ngu ngốc, cũng là bởi vì đám đạo sĩ này. Nhưng tháng tiếp theo, lại có số lượng lớn đạo sĩ, hòa thượng từ các nơi thiên hạ vào kinh, để các quan lại rất im lặng. Luôn có người không sợ chết trong sa mạc vô biên các vàng đầy trời một tôn hắc ảnh to lớn không thể bị gió cắt che đậy thân thể đó là một đầu rắn màu đen lớn như dãy núi đầu của nó giống như cá sấu dữ tợn đáng sợ giờ phút này tôn hung thú này đã ngất đi khương trường sinh đang đang hấp thu hồn phách của nó đối với hung thú không oán không cừu hút xong hồn phách khương trường sinh sẽ phóng sinh nếu ngày sau gặp được nói không chừng còn có thể trở thành lực chiến đấu của hắn phàm là bị sơn hải kinh hấp thu một nửa hồn phách bản thể cũng sẽ bị hắn điều khiển cho nên những hung thú trước đó bị sơn hải kinh ghi chép đều còn sống phân tán tại các nơi trong thái hoang cương trường sinh chậm rãi khép lại sơn hải kinh còn lại một nửa hồn phách một lần nữa chui vào trong cơ thể hung thú hắn mở lời ra đi sinh linh ở âm thầm theo dõi lúc hắn chiến đấu cũng không nhiều lần trước vẫn là vị thông thiên địa hai ức giá trị hương hỏa kia mà lần này là một đám sinh linh đều rất yếu, mạnh nhất cũng mới đến ngàn vạn. Tiếng nói vừa ra, đất cắt hạ xuống lần lượt từng bóng người chậm rãi toát ra, lại là một đám côn trùng mọc ra đầu người, thân trùng giống như bọ rùa, còn muốn khổng lồ hơn lầu cắt. Người côn trùng cầm đầu có tướng mạo già nua, hắn cung kính nói. Chúng ta không có ác ý, bản thân tộc ta đã ở vùng sa mạc này, xin ngài chớ trách. Khương Trường Sinh chú ý tới linh trí của bọn hắn rất cao, bắt đầu giao lưu cùng nhân tộc không thể nghi ngờ, như thế thì rất khác biệt cùng chủng tộc hung thú khác trong Thái Hoang. Vùng này đã là chỗ sâu trong Thái Hoang, khoảng cách thiên cảnh đại lục tương đương với khoảng cách giữa long mạch đại lục cùng thần cổ đại lục. Khương Trường Sinh hỏi, các ngươi là tộc gì, đời ở chỗ này bao lâu? Chúng ta là sa tộc, sinh ở bên trong đất cát, chủng tộc thành lập đã có khoảng chừng 5 vạn năm. Khương Trường Sinh lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề. Hắn phát hiện một chút, sa tộc khái niệm thời gian giống như nhân tộc, ngôn ngữ cũng rất giống. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Hắn sinh ra một ý nghĩ to gan, chẳng lẽ Thái Hoang đã từng sinh ra đại chủng tộc nhất thống, truyền bá văn hóa cho các tộc mà nhân tộc là một trong số đó, mặc dù nhân tộc rời khỏi Thái Hoang, cũng kế thừa chút văn hóa, lẽ thường này. Khương Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi có từng gặp sinh linh như ta? Sa tộc lão giả lắc đầu nói. Chưa từng thấy tận mắt nhưng ở trong di cung vương tộc gặp qua sinh linh tương tự ngài. Khương Trường Sinh đi theo tìm hiểu tình báo Thái Hoang vương tộc, sa tộc lão giả thành thật trả lời. Sa tộc rất đơn thuần, ít nhất không có lục đục với nhau như nhân tộc, đối mặt Khương Trường Sinh hỏi thăm, câu trả lời của hắn hết sức chân thành, biết liền trả lời, không biết thì nói không biết, nếu hỏi cái gì, hắn đều biết, Khương Trường Sinh ngược lại không tin. Thái Hoang vương tộc xác thực trước kia thống nhất qua đại bộ phận sông núi Thái Hoang, rất cổ lão, sớm hơn 10 vạn năm trước đã tan biến, 10 vạn năm vẫn là sa tộc tự mình đánh giá, cụ thể tan biến bao lâu, không có chủng tộc rõ ràng, thậm chí các tộc đều quên thái hoang chủng tộc tồn tại. Thái hoang bao la, nếu có thể sinh ra chủng tộc linh trí như nhân tộc, tự nhiên cũng sẽ sinh ra chủng tộc linh trí khác, sa tộc là một trong số đó, chúng nó thiên sinh thông minh hơn hung thú, nhưng tư chất nhục thể của bọn nó kém xa những hung thú ngu dốt kia, dù vậy, Chúng nó cũng có thể dựa vào trí tuệ của mình sinh tồn tại thái hoang. Sau một phen trao đổi, Khương Trường Sinh cảm giác Sa tộc không tệ. Trước khi đi, hắn cắt xuống một khối thịt lớn từ trên người hung thú cho Sa tộc, sau đó thả hung thú rời đi, đã cam đoan hung thú sinh tồn, cũng có thể báo lại Sa tộc. Sa tộc lão giả thật cao hứng, bái tạ Khương Trường Sinh, cũng cam kết. Về sau nếu gặp được đồng bào của ngài, chúng ta cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi khương trường sinh lắc đầu cười nói nhớ kỹ ta là nhân tộc nếu như gặp được những người khác các ngươi vẫn cẩn thận một chút tận lực không muốn ra mặt không phải tất cả mọi người đều như ta cũng có người giống như hung thú thờ phụng mạnh được yếu thua nói xong khương trường sinh quay người rời đi nhóm sinh linh sa tộc thì thảo luận về nhân tộc bọn hắn lần đầu tiên nghe được hai chữ nhân tộc trong vài năm về sau khương trường sinh lại lần lượt gặp được các chủng tộc linh trí khác chủng tộc có linh trí đặc điểm là am hiểu ẩn giấu bình thường rất khó quan sát thấy dù sao nhục thể của bọn hắn yếu hơn chủng tộc khác chỉ có thể ẩn núp trong đó có một nhánh chủng tộc để khương trường sinh có chút quan tâm tên là linh tộc linh tộc nhỏ nhắn thân thể như nước có thể biến thành đủ loại bộ dáng vị sinh linh trong hoàng cung kia là linh tộc khí tức gần giống bản chất thân thể cũng như vậy linh tộc nhìn thấy khương trường sinh liền trốn đi sợ bị để mắt tới một một đến khi pháp lực sắp hao hết, Khương Trường Sinh mới trở về. Hắn chẳng qua là một bộ phân thân. Thái Hòa năm 61, lại là 5 năm trôi qua. Khoảng cách bảy đại yêu thánh ngã xuống đã qua 13 năm, đại cảnh vẫn như cũ mưa thuận gió hòa, không có ngoại địch. Khương Trường Sinh dung hợp phân thân, đạt được trí nhớ phân thân trong khoảng thời gian này trải qua, hắn lần nữa phân ra một tôn phân thân, tiếp tục đi ra. Sau khi phân thân rời đi, Khương Trường Sinh mở lời. Gọi hắn vào đi. Nghe vậy, Bạch Kỳ một mực đang nhìn Khương Trường Sinh cấp tốc chạy ra ngoài. Một lát sau, Bạch Kỳ mang theo Khương Khánh đến đây. Khương Khánh chính là thái tử hiện thời, đã hơn 90 tuổi, hắn đã rút đi khí phách cùng thoải mái lúc còn trẻ. Hắn cũng là thái tử có số tuổi lớn nhất cho đến tận hôm nay. Thấy hắn có chút tang thương, Khương Trường Sinh không hiểu suy nghĩ cảnh nhân tông Khương Tú cùng đương Kim Thiên tử hai người đều từng lo lắng qua mình sẽ làm thái tử cả đời chắc hắn chưa từng nghĩ tới có hậu nhân sẽ có người tại vị thái tử còn muốn lâu hơn bọn hắn gặp qua đạo tổ khương khánh chấp tay nói ánh mắt nhìn về phía khương trường sinh rất phức tạp vì để cho hắn an tâm xử lý quốc sự khương triệt đã nói cho hắn biết quan hệ huyết mạch giữa khương trường sinh và khương gia bản ý là để cho hắn yên tâm to gan làm việc không cần lo lắng đạo tổ lại làm cho hắn sinh ra khác một ý nghĩ ý hắn muốn tìm tổ tông chủ trì công đạo. Khương Khánh bịch một thoáng quỳ gối trước mặt Khương Trường Sinh, cơ võ quân mở to mắt nhìn về phía hắn, Hoàng Thiên, Hắc Thiên cũng nhảy dựng lên. Trong lúc các nàng đang kinh ngạc, Khương Khánh bắt đầu điên cuồng dập đầu, đập đến cái trán đều rách da chảy máu. Khương Trường Sinh thở dài nói. Tốt, nói đi, ngươi muốn cái gì? Khương Khánh ngẩng đầu, cắn răng nói. Ta muốn hoàng vị. Phụ hoàng say mê trường sinh cùng yêu phi Không để ý tới triều chính đã hơn 10 năm Hắn đã không xứng làm thiên tử đại cảnh Thỉnh đạo Ngài làm chủ cho ta Nhìn Khương trường sinh Hốc mắt của hắn đều đỏ Trong ngày thường Tính cách hắn cũng không phải thích khóc Chẳng qua là phiền muộn trong lòng Biệt khuất tích lũy nhiều Không chỗ phát tiết Khương trường sinh nói Ngươi muốn ta bức bách thiên tử thoái vị Khương Khánh gật đầu, nói Ngài nói một câu, có thể không động binh đao để đại cảnh giao tiếp hoàng quyền, ta mặc dù muốn làm thiên tử, nhưng không muốn phụ tử tương tàn. Thái Tông từng nói qua, hậu đại khương gia không dung phụ tử tương tàn, ta vẫn nhớ. Tiểu tử này. Khương Trường Sinh hiếp mắt, biết được Khương Khánh cố ý cầm Khương Tử Ngọc tới khuyên hắn, nhưng khi nghe đến Khương Tử Ngọc, tâm hắn vẫn ba động một chút. Bạch Kỳ thận trọng nói. Chủ nhân, xác thực nên như thế, nhưng ngôi hoàng vị, Khương Triệt vẫn như cũ có khả năng truy cầu trường sinh bất tử, cũng không phải liền phải chết. Nó ấn tượng về Khương Khánh rất không tệ, bởi vì Khương Khánh hàng năm đều sẽ tặng lễ cho Long Khởi Quang, sẽ còn nịnh nọt chúng nó, mỗi lần nó mang theo Hoàng Thiên, Hắc Thiên đi Kinh Thành, Khương Khánh đều sẽ đặc biệt chiêu đãi chúng nó, Khương Khánh dùng một câu, Ngài là thần thú đạo tổ sủng ái nhất triệt để lấy được hảo cảm của nó. Khương Trường Sinh cảm giác chút giống như năm đó Khương Triệt trước kia đi tìm hắn, bây giờ con trai của khương triệt lại tới thật sự là thiên đạo luân hồi bất quá khương khánh nhắc đến khương tử ngọc khương trường sinh lần này dao động thôi ngươi lại trở về đi mấy ngày nữa ta sẽ gọi thiên tử đến nhưng ta sẽ chỉ khuyên hắn sẽ không bắt buộc khương trường sinh nói xong liền nhắm mắt khương khánh mừng như điên vội vàng bái tạ trước khi đi còn cúi chào cơ võ quân ba yêu trong đình viện mấy ngày sau khương triệt đến đây bái phỏng khương trường sinh vẻ mặt hắn tươi cười trạng thái rất tốt sau khi vào viện còn trêu đùa bạch kỳ ba yêu vài câu mới đi đến trước mặt khương trường sinh hành lễ khương trường sinh mở to mắt đứng dậy đi đến trước bàn đá nói tới ngồi đi tổ tôn chúng ta tâm sự một chút tổ tôn bạch kỳ ba yêu trừng to mắt cơ võ quân thầm nghĩ quả nhiên là thế thật ra bạch kỳ ra trước đó cũng có phán đoán nhưng không nghĩ tới là thật Nụ cười Khương Triệt hơi ngưng lại, ý thức được chuyện không thích hợp, vội vàng ngồi xuống, tư thái cung kính, không có tự tại như mới vừa vào viện. Khương Trường Sinh tự mình rót hai chén rượu, nói Trước đó vài quá ngày nhàm chán nên điều chế hai chén rượu, một chén là thiên thu, cửa vào đắng chát, nhưng dư vị vô tận, một chén là bá nghiệp, độ rượu nồng đậm, dễ dàng say lòng người, người muốn uống chén thế nào. Khương Triệt tốt xấu làm hoàng đế 61 năm, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Khương Trường Sinh. Tiểu tử thúi kia. Khương Triệt trong nháy mắt đoán được là Khương Khánh làm, hắn bản năng thấy phẫn nộ, nhưng ngay sau đó, cổ này cảm xúc lại biến thành vui mừng. Hắn một mực chờ đợi Khương Khánh làm như vậy, những năm này say mê Trường Sinh kém chút khiến cho hắn quên đi dự tính ban đầu. Trước kia hắn cũng trải qua thống khổ như vậy, cho nên hết sức vui mừng Khương Khánh cử động, ít nhất nói rõ Khương Khánh có giả tâm có chủ kiến mà không phải thái tử chơi bời lêu lỏng lúc trước. Thế nhưng, thật đến thời điểm hắn muốn thả tay, hắn đột nhiên lại rất không cam lòng. Giờ khắc này, hắn lại hiểu rõ ý nghĩ năm đó của thuận thiên hoàng đế. Người chung quy là mâu thuẫn, có rất ít người có thể thật sự hiểu mình rốt cuộc là người như thế nào. Khương Triệt hít sâu một hơi, nhìn đến hai chén rượu trước mặt, hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Cơ võ quân, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên đều nhìn chầm chầm hắn, rất tò mò hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Khương Triệt vươn tay về phía chén rượu tên là Bá Nghiệp, nhưng khi sắp sờ đến, hắn vẫn chần chờ, cuối cùng chuyển hướng nắm chặt Thiên Thu. Hắn dương mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói Lão Tổ, có thể lại cho ta thời gian 5 năm hay không, 5 năm sau, ta lại nhường ngôi. Thiên tử cùng Thái Thượng Hoàng trên lệch vẫn còn rất lớn, hắn không làm thiên tử, quyền lực tự nhiên sẽ giảm xuống. Khương Trường Sinh nói Được 5 năm mà thôi, tin tưởng Khương Thánh chờ được Khương Triệt như trút được gánh nặng Khương Trường Sinh nói Tuy cầu Trường Sinh không có sai Tuy ta không thể giúp ngươi Nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi Chẳng qua ngươi chính là thiên tử Chớ quên lê dân bách tính cùng Giang Sơn xả tắc Khương Triệt uống một hơi cạn sạch chén rượu thiên thu Sau đó tán tháng nói Rượu ngon, rượu này cũng không có vậy chắc đắn như ngài nói chuyện hoàng quyền giao vào trong rượu. Sau đó Khương Trường Sinh hỏi hắn chuyện Trường Sinh, nói về việc này. Này, Khương Triệt hứng thú bừng bừng phấn chấn, thao thao bất tuyệt nói ra, Khương Trường Sinh nghe được say sưa ngon lành. Bạch Kỳ yên lặng cảm khái, ai có thể nghĩ tới hoàng quyền đại cảnh dễ dàng định ra như vậy. Cơ võ quân thì suy nghĩ càng nhiều, đạo tổ không phải thiên tử, lại có được quyền lực cùng uy vọng càng lớn, đây cũng không phải là thực lực đơn thuần có thể mang tới, tin tưởng đạo tổ chỉ cần buông lời người đại cảnh đều nguyện tùy tùng hắn lật đổ cương triệt thống trị điểm này là đáng sợ nhất đường đạo tổ đi là con đường mà võ đế các triều đại cũng không từng đi qua đã không có gánh chịu khí vận thiên tử lại có thể bảo hộ vận triều bất quá cũng chỉ có đạo tổ có thể làm được đổi lại võ đế khác làm nhiều chuyện như vậy vận triều lại sống lâu thì khí vận của hắn đã sớm dung hợp cùng vận triều nhưng đạo tổ thần thông quảng đại vậy mà có thể từ chối khí vận vận triều, nàng không cách nào tưởng tượng đạo tổ làm sao làm được. Sau hai canh giờ, Khương Triệt về cung. Khương Khánh phái người nhìn chầm chầm hắn, thấp thỏm lo lắng cùng chờ đợi, nhưng hắn lại không tiện đến hỏi đạo tổ, ra vẻ mình hết sức lỗ mãn nhưng căn cứ thủ hạ nói, thiên tử tựa hồ thật cao hứng. Vì sao cao hứng? Chẳng lẽ đạo tổ cầm trường sinh đang cùng phụ hoàng trao đổi hoàng quyền? Khương Khánh suy nghĩ lung tung. Trở lại trong tẩm cung, Khương Triệt nói chuyện mình 5 năm sau sẽ nhường ngôi cho Ngọc Phi. Ngọc Phi quá sợ hãi, nói: "Vì sao muốn nhường?" Khương Triệt nói: "Cũng nên nhường, trẫm đã mất ý chí làm thiên tử, bây giờ chẳng qua là chiếm lấy vị trí thiên tử đi làm chuyện tư dục của bản thân thôi. Có thể người là thiên tử, đại cảnh vốn là người nói mới tính. Trẫm là thiên tử đại cảnh, nhưng đại cảnh không phải chỉ có một thiên tử." Khương Triệt lắc đầu nói: sau đó đi vào bên trong điện ngọc phi sửng sốt dư vị câu nói này mặt nàng lộ vẻ vẻ khâm phục lúc này theo sau sau chuyến đi long khởi sơn khương triệt trở nên càng thêm điên cuồng trắng trợn để quân đội vì mình đi săn hung thú mạnh mẽ hắn ban bố khen thưởng phong phú dẫn tới võ giả thiên hạ điên cuồng đại cảnh lần nữa nhấc lên một trận đi săn lớn đối với thái hoang khương trường sinh biết được việc này cũng chỉ cười một tiếng mà qua hắn tiếp tục sinh hoạt hưu nhàn Khương Khánh cũng theo trong miệng Khương Triệt đạt được hứa hẹn, hắn chỉ cần đợi thêm 5 năm, bởi vậy, hắn bắt đầu trợ giúp Khương Triệt, cũng xem như tận hiếu. Thời gian tốc độ cao trôi qua. 3 năm thoáng qua tức thì. Thái Hòa năm 64, thời gian xuân hạ giao nhau. Khương Trường Sinh đang luyện công, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Thái Hòa năm 64, Trương Anh bị ngươi đánh dấu đầu thai thành công, Giáng sinh tại Tề Quốc. Trương Anh như thế nào chết rồi? khương trường sinh âm thầm kinh ngạc trương anh bởi vì trợ giúp kỳ duyên thương hội cùng đại cảnh thành lập quan hệ tốt đẹp địa vị bên trong thương hội tăng nhanh như gió ngay cả trên triều đình cũng có được địa vị vô cùng quan trọng mặc dù tư chất võ đạo không được tốt lắm nhưng dựa vào nhiều tài nguyên như vậy cũng có thể trường thọ chứ bình thường đi ra ngoài lại có nhiều võ giả bảo hộ đối với trương anh hắn cũng không có hương hỏa chúc phúc hai người mặc dù quan hệ không tệ thế nhưng xây dựng ở trên lợi ích hắn lại không thua thiệt Trương Anh. Hắn suy nghĩ một chút, truyền âm cho Lý Mẫn trong kinh thành, để Lý Mẫn hỗ trợ điều tra một chút. Lý Mẫn bây giờ đã là tổng vệ bạch y vệ, quyền lực hùng hậu, rất dễ dàng tra được. Không đến 7 ngày, Lý Mẫn đã tới bái phỏng Khương Trường Sinh. Hai tháng trước, kỳ duyên thương hội tu kiến phân đà tại Thái Hoang, mong muốn xây thành trì tại Thái Hoang cho võ giả mạo hiểm ở lại, sẵn tiện có đủ loại mua bán, nhưng ở trên đường gặp phải hung thú thần bí tập kích, võ giả thương hội có Trương Anh ở bên trong toàn quân bị diệt, việc này bị Thái tử Điện Hạ đè xuống. Để kỳ duyên thương hội trước làm điều chỉnh, lại công khai. Lý Mẫn nhất lên việc này, cũng không khỏi sụp xịt. Hắn cùng Trương Anh có quan hệ không tệ, chủ yếu là Trương Anh biết làm người, nhân duyên cực tốt. Nói ra, gần đây hung thú phụ cận đại cảnh càng ngày càng nhiều, cũng không chắc là có ủ thành họa lớn hay không. Lý Mẫn rầu rĩ nói, sau đó nhìn Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh nói. Hung thú dù sao cũng là chủng tộc, cũng không phải giả thú, nhân tộc đi săn nhiều hung thú như vậy, tổng sẽ nên đón kiếp nạn, đây là chuyện phải qua, về sau có thời điểm các ngươi sẽ nhức đầu. Câu nói bóng gió này là hắn sẽ không nhúng tay. Mặc dù đại cảnh đang mạnh mẽ, nhưng cũng cần lịch luyện, chờ Giang Sơn đại cảnh nguy hiểm, hắn lại ra tay. Nghe nói như thế, Lý Mẫn căng thẳng trong lòng, xem ra thật đúng là muốn phát sinh việc lớn. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Lý Mẫn rời đi. Bạch Kỳ cảm khái nói. Trách không được Trương Anh rất lâu không có tới tặng lễ, Nguyên Lai đã chết, thật sự đáng tiếc. Nó rất hoài niệm Trương Anh tặng những mỹ thực kia. Thương Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo nhắm mắt. Hai năm sau, Thái Hòa năm 66. Thiên tử chiếu cáo thiên hạ, chuẩn bị nhường ngôi hoàng vị, đầu xuân sang năm, Thái tử Khương Khánh đăng cơ. Chiếu này vừa ra, thiên hạ xôn xao không có người suy nghĩ thiên tử sẽ nhường ngôi từ xưa đến nay hoàng vị đại cảnh đều là trước khi thiên tử sắp chết mới nhường cho mà thân thể thiên tử ngày nay vẫn ở vào trạng thái rất tốt sống thêm mấy chục năm hẳn không có vấn đề bất quá bởi vì thái tử những năm nay làm rất không tệ dẫn đến bách tính thiên hạ cùng triều thần cũng không có ý kiến chẳng qua là cảm khái thôi thiên tử những năm này đã xây dựng một đám cung điện ở kinh thành phía bắc tên là tông cung chiếm diện tích bao la trong kinh thành gần với hoàng cung, hắn chuẩn bị mang hết thảy phi tử của mình đến tông cung, nhưng vị, hắn tự nhiên không ở trong hoàng cung. Xử lý việc này chính là thái tử Khương Khánh, Khương Khánh rất chân thành tu kiến tông cùng vô cùng hoa lệ, rất khí phái, để người kinh thành đều tán thưởng lòng hiếu thảo của hắn. Năm sau, Khương Khánh đăng cơ, đổi niên hiệu thành Sương Nhạc. Sương Nhạc nguyên niên, thiên tử mới vào chỗ, Khương Triệt mang theo hoàng hậu phi tần của mình chuyển đến tông cung bởi vì khương triệt vẫn còn năm này khắp chốn mùng vui cũng không đại tang trên kim loan điện khương khánh người mặc long bào nhìn văn võ cả triều vui sướng căn bản che đậy dấu không được hai tay của hắn sờ lấy lan can long ỷ chỉ cảm thấy thoải mái cả triều văn võ đều cười nhìn hắn phần lớn đều nhìn hắn lớn lên cho nên hết sức vui mừng hắn hôm nay không thể không nói thiên tử tuy đăng cơ hơi muộn nhưng cũng bước ra một vị minh quân đây cũng là một chuyện tốt. Trần Lễ cười ha hả nói. Bệ hạ, ngài vừa đăng lâm vị trí thiên tử, có ý nghĩ gì nói cho ta biết đi. Ít nhất cũng dẫn dắt hướng đi cho bọn ta. Quần thần gật đầu, dùng dập mở miệng, bầu không khí trong đại điện vui sướng chỉ vì trước đó Khương Khánh đăng cơ cùng bọn họ đều là quan hệ hảo hữu. Khương Khánh hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, nói. Trẫm sớm đã có ý nghĩ muốn nói cho chư vị ái khanh các ngươi cảm thấy đại cảnh trước mắt thiếu cái gì lời vừa nói ra quần thần hai mặt nhìn nhau thiếu cái gì bọn hắn thật đúng là nói không nên lời bởi vì theo bọn hắn nghĩ bây giờ đại cảnh cường thịnh trước nay chưa có văn võ kinh tế đều không kém trần lễ tự hồ suy nghĩ cái gì sắc mặt biến hóa đại cảnh không thiếu võ võ đạo cường thịnh đại cảnh không thiếu văn văn đạo sáng chói thương hội như rừng càng làm cho bách tính không lo ăn mặc nhưng đại cảnh thiếu một chút một chút rất quan trọng khương khánh quét nhìn quần thần chậm rãi nói cái kia chính là vui theo trẫm thấy vui là không thể thiếu hụt nhưng dân chúng đại cảnh ngoại trừ làm việc chính là tập võ đọc sách trẫm muốn phổ biến vui vẻ chi đạo để người trong thiên hạ đại cảnh đều vui vui như thế nào tự nhiên không phải hưởng lạc tầm thường trẫm muốn sáng tạo đại cảnh thành cực lạc chi triều trước nay chưa từng có nghe vậy quần thân biến sắc không ít người thầm nghĩ hỏng bét Khương Khánh càng nói càng hưng phấn, đầu tiên cần phải làm là triệu tập tài tử, danh kỹ các nơi thiên hạ đến Kinh Thành, tổ chức một trận thi từ ca hội, chúc mừng kỷ nguyên mới đến. Lúc này có người phản đối, nhưng bị Khương Khánh đè xuống. Khương Khánh cũng không phải hài tử, hắn hiện tại là thiên tử, chỉ cần hắn kiên định, ai cũng ngăn cản không được. Sau đó một quãng thời gian, lời tuyên bố của thiên tử truyền ra thiên hạ, dẫn tới chỉ trích không ngừng. Có người duy trì, có người cảm thấy hoang đường. Tin tức truyền đến trong tai Khương Trường Sinh, hắn lắc đầu bật cười, cũng không có thấy ngoài ý muốn. Bản tính tiểu tử này là như thế. Phù Nguyệt Thế Gia Ngọc Nghiên giật nhịn không được hỏi. Đạo tổ, ngài không lo lắng hắn trở thành hôn quân sao? Khương Trường Sinh nói. Chỉ là việc này sao có thể được cho là hôn quân, hắn có không để ý tới triều chính, có không dùng người không khách quan, có để tiểu nhân nhiễu loạn triều cương hay không? Ngọc Nghiên giật sửng sốt, không thể phản bác. Bạch Kỳ cười nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, ít nhất hắn có mục tiêu, người trong thiên hạ đều vui, đây không phải là thái bình thịnh thế à?" Cơ Võ Quân nói: "Không sai, thánh triều cũng có qua hai giai đoạn tương tự, giai đoạn dạng này có thể tăng trưởng ấn ký cùng trọng lượng của vận triều bên trong lòng người." Ngọc Nghiên giật biểu môi nói: "Nếu đạo tổ cảm thấy không có vấn đề, ta đây rửa mắt mà đợi." khương trường sinh đang muốn mở miệng bỗng nhiên trước mắt nhảy ra một hàng chữ Sương nhạc năm đầu trương anh bị ngươi đánh dấu đầu thai thành công giáng sinh tại thái hoang tại sao lại đầu thai đi đến bệnh số của tứ hải hiền thánh trước đó rồi à thấy trương anh lần nữa đầu thai khương trường sinh không đành lòng vì hắn chúc phúc năm vạn giá trị hương hỏa đổi lấy hảo vận ở kiếp này bất quá ở kiếp này trương anh cũng không có sinh ra ở đại cảnh mà là tại thái hoang cũng không biết võ giả ở bên ngoài mạo hiểm sinh ra hắn, hay trong tông môn tại Thái Hoang. Hằng năm đều có lực giả võ thế đi tới Thái Hoang khai tông lập giáo, mặc dù rời đi Thái Hoang, nhưng vẫn lệ thuộc đại cảnh, bởi vì chỉ dựa vào tự mình bọn hắn rất khó sinh tồn, nhất định phải tiến hành trao đổi tài nguyên. Khương Trường Sinh không có đi xem, hảo hữu giống như Trương Anh, hắn có không ít, cũng không thể người người đều quan tâm, chúc phúc đã có đủ tình cảm. Tháng ngày tiếp tục trôi qua. Tin tức liên quan tới thiên tử muốn tổ chức kinh thành thịnh hội truyền khắp thiên hạ, hắn còn để bạch y vệ đi mời thiệp cho các nơi đại cảnh, các chư hầu, các đại tông môn, hắn muốn mở trận thịnh hội này oanh oanh liệt liệt, tiền vô cổ nhân hậu vô lại giả. Về sau trong vòng mấy tháng, số lượng lớn xe ngựa ra ra vào vào, để kinh thành vô cùng náo nhiệt. Trong cung, Khương Triệt đang ngồi ở bên trong tiểu đình, đưa mắt nhìn chầm chầm một đạo sĩ cách đó không xa đang luyện đan. Trần Lễ ngồi ở trước mặt Khương Triệt, kể về hành động của thiên tử, hắn không khỏi cười khổ, nói Thật lo lắng từ đây đại cảnh sai lệch tập tục. Khương Triệt bình tĩnh nói Sợ cái gì, thiên tử không có sống lâu bằng đại thần, về sau lại uống nắng là được. Muốn nói trong lòng hắn không có mục tiêu oán giận, đó là không có khả năng, vừa hay để văn võ cả triều nhìn một cái, hắn rời đi, thiên tử đời tiếp theo có càng thêm thánh minh hay không? Đương nhiên, Hắn sở dĩ mặc kệ, cũng là căn cứ vào nội tình đại cảnh, đại cảnh không có khả năng loạn. Bên ngoài không có cường địch, bên trong lại thái bình. Bên trong giang sơn có người dám tạo phản hay không? Nói thật, hắn thật đúng là chờ mong tình cảnh có người tạo phản, vừa hay để người trong thiên hạ nhớ lại thủ đoạn trước kia của đạo tổ. Trần Lễ gặp hắn đã không muốn xen vào hoàng quyền, chỉ có thể thôi, quay đầu nhìn về phía đám đạo sĩ kia, tò mò hỏi: bọn hắn thật có tài năng sao? Khương Triệt nói. Luyện đan thuật của tiểu bồng lai giáo vẫn có mấy phần lợi hại, ngươi xem, dù chưa thể luyện chế ra trường sinh dược, nhưng thân thể của ta xác thực càng ngày càng tốt, từng bước một tới chứ sao? Trần Lễ nhìn về phía hắn, không khỏi gật đầu, trong lòng sinh ra một cái ý niệm. Ta có phải cũng nên bắt chước hay không? Trần Lễ có tự mình hiểu lấy, thiên phú võ đạo của mình không coi là nhất lưu, lại thêm trong ngày thường bận biểu chính vụ, thời gian tập võ vốn không dư giả hắn lại có thể sống bao lâu thiên tử hạ chiếu động tác ở khắp nơi thiên hạ rất nhanh lại thêm truyền tống trận các nơi đã bắt đầu thương dụng càng ngày càng nhiều tài tử giai nhân đi kinh thành thịnh hội còn chưa bắt đầu kinh thành đã phi thường náo nhiệt mỗi một con đường đều có tài tử thành đoàn ngâm thơ mua vui những lầu viện càng truyền ra từng tiếng ca kiều mị khương khánh mong muốn cực nhạc chi triều đã bắt đầu ở kinh thành sơ hiện mánh khóe bạch kỳ ba yêu cũng thỉnh thoảng vào thành chơi hưởng thụ trong đó một ngày này mộ linh lạc trở lại long khỏi sơn nguyên lai mộ gia cũng được mời đến mộ gia mua có phủ đệ ở kinh thành nhưng nếu nàng trở về tự nhiên muốn bồi khương trường sinh kinh thành thật náo nhiệt đầy đường đủ loại biểu diễn võ học còn có đề tự vẽ yêu thú bán xương hung thú may mắn kinh thành đủ lớn mộ linh lạc ngồi ở bên cạnh khương trường sinh cười nói Đối với kinh thành dạng này, mặc dù tính tình nàng thanh lãnh cũng có chút mới lạ. Kinh thành hàng năm đều đang khuếch trương, đã đi đến gấp 10 lần ban đầu, có người từng nói đùa, tiếp tục như vậy nữa, ti châu có thể đổi tên thành kinh châu. Khương Trường Sinh dắt tay nàng, cười nói. Nếu ưa thích, vậy cứ đợi ở đây đi. Cơ võ quân nhìn thấy một màn này, thức thời rời khỏi sân nhỏ. Bên trong viện chỉ còn lại có Khương Trường Sinh, mộ linh lạc mộ linh lạc hơi hơi nghiêng đầu nói vậy ngươi nguyện ý theo ta à đi vào đại cảnh lâu như vậy ngươi còn chưa nhính chút thời gian theo ta ta biết người ưa thích luyện công ta cũng vậy nhưng dù sao cũng phải lưu chút thời gian cho nhau không phải sao khương trường sinh suy nghĩ một chút cảm thấy xác thực nên như thế ít tu luyện mấy ngày cũng không cần gấp chờ thịnh hội bắt đầu ta cùng ngươi xuống núi xem một chút đi ta cũng nên trải nghiệm phồn hoa trong thế gian khương trường sinh cười nói khi nói chuyện hắn vươn tay sờ về phía đầu của nàng mộ linh lạc lộ ra nụ cười nàng tự hồ suy nghĩ cái gì gương mặt ửng đỏ thấp giọng hỏi một câu khương trường sinh chậm rãi lôi kéo nàng đứng dậy nói một câu bên tai nàng để cho nàng lộ vẻ mặt chờ mong ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công chờ đến ngày đó mộ linh lạc nghiêm túc nói trong mắt lộ ra đấu chí khương trường sinh cười cười sau đó lôi kéo nàng hướng vào phòng ốc mộ linh lạc bị hắn nắm vẻ mặt đỏ bừng nhưng trong mắt lại tràn ngập vui vẻ một bên khác bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên ghé đầu vào trên mái hiên nhìn phía nhóm văn nhân dưới đang tranh chấp hơn thua trong đình viện ba yêu thỉnh thoảng đánh giá tòa đình viện này chính là thiên tử trước kia âm thầm mua văn nhân có thể vào viện này tất nhiên là đều tài trí hơn người hăng hái cơ võ quân bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh bạch kỳ đi theo ngồi xuống bạch kỳ kinh ngạc hỏi sao ngươi lại tới đây không phải ngươi không có hứng thú đối với mấy chuyện này sao cơ võ quân nhìn phía dưới bình tĩnh nói mộ cô nương tới tới thì tới thôi làm sao vậy ta gặp được đạo tổ giắt nàng tay nên tránh đi thật hay giả con mắt bạch kỳ tỏa ánh sáng hưng phấn lên nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha